khoảng 10.000 năm trước, con người bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi. Họ bắt đầu cuộc sống định cư của mình. Những người sống tại thời kỳ đồ đá không khác gì so với chúng ta. Họ trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và là những người duy mỹ. Di sản của thời kỳ đồ đá đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Con người ở thời kỳ đồ đá là những người đầu tiên phát triển sự phụ thuộc vào hàng hóa vật chất, và sự phụ thuộc này vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Tất cả những gì chúng ta biết về thời kỳ này đều dựa vào những khám phá riêng lẻ. Đá là nguồn tư liệu thiết yếu nếu chúng ta muốn tìm hiểu con người ở thuở sơ khai. Rất nhiều dấu vết và manh mối vẫn bị chôn vùi dưới mặt đất. Tổ tiên của chúng ta đã cải trang những ngôi mộ lớn của họ thành những ngọn đồi, tạo ra những dấu mốc được coi như những đài tưởng niệm vĩnh cửu. Những dấu vết cổ xưa nhất về văn hóa giờ đây được tìm thấy tại Jordani, Syria, Palestine, miền Bắc Iraq và phía Nam của Anatolia. 9.000 năm trước, nơi đây có lẽ đã có nhiều nước và rừng rậm hơn. Một số khu định cư thời tiền sử đã được tìm thấy gần thành phố cổ Petra nổi tiếng. Basra, một trong những địa điểm khảo cổ kỳ lạ nhất từng được phát hiện, nằm cách Wadi Musa chỉ 10 km theo đường chim bay. Marion Benz đến từ Đại học Freiburg cùng nhóm nghiên cứu của mình đang cố gắng tiến đến địa điểm khai quật đầu tiên trong mùa đông. Địa điểm này nằm trên một cao nguyên cao 1.200 mét so với mực nước biển. Để đến đó, đội phải leo qua một khe núi hẹp. Sau mưa hoặc tuyết, nước chảy qua hẻm núi và việc trèo lên là điều không thể. Tuy nhiên hôm nay, thời tiết đã chiều lòng người. Marion Benz là thành viên của một dự án do Hans-Jörg Gerben điều hành, thuộc Tổ chức Định hướng Khoa học Cổ đại. Ông là chuyên gia tiền sử, đã phát hiện ra địa điểm độc đáo này 20 năm trước. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật ở 6 địa điểm khác nhau và lấy được một số mẫu. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng khoảng 1,5 hectare đất tại đây đã từng được phủ kín bởi các tòa nhà. Tại sao con người tới đây định cư vẫn còn là một điều bí ẩn? Có lẽ đó là vì lý do an toàn, bởi các khe núi có thể dễ dàng được bịt kín nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc họ rút lui tới các cao nguyên cũng có thể là vì các khu vực khác đã quá đông dân cư. Vì không có khu dân cư nào lưu lại đây quá lâu, nên phần lớn các dấu tích vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi khám phá lại tiết lộ thêm một chút về cuộc sống tại thời điểm đó. Ồ, cái này vẫn còn nguyên vẹn đấy. Cảm ơn anh Ali. Những ngôi nhà ở đây có kích thước tương đương, mang đến hình ảnh của một xã hội bình đẳng. Các nhà khảo cổ học cho rằng những ngôi nhà được xây sát cạnh nhau và các phòng đều rất nhỏ, có rất ít không gian cho những lối đi. Cuộc sống hàng ngày có lẽ đều diễn ra trên các mái nhà.
Những căn phòng nhỏ được dùng để trữ thức ăn hoặc giữ đàn gia súc. Việc định cư chắc chắn đã được lên kế hoạch cẩn thận từ trước. Chúng tôi đã xác định được rằng cả ba hành lang ở đây đều cùng ở một độ cao. Rất nhiều bức tường sắp xếp một cách gọn gẽ. Điều đó cho thấy có thể chúng được xây dựng bởi các chuyên gia. Tuy nhiên, họ thiếu một số bí quyết. Ví dụ như họ không biết cách liên kết các bức tường để đảm bảo sự ổn định. Những bức tường có nguy cơ đổ sập. Vì vậy, họ đã xây các trụ này để giữ cho chúng ở đúng vị trí. Weshalb man dann diese Vorbauten konstruierte, um die Wand zu halten in der ursprünglichen Position. Do được xây dựng bằng đá nên nhiều dấu vết lịch sử của Basra có thể được tái dựng lại. Tuy nhiên, bản thân những ngôi nhà lại tiết lộ rất ít thông tin về suy nghĩ và đức tin của những người dân nơi đây. Trong khi đó, những ngôi mộ lại mang đến rất nhiều thông tin. Nhóm khảo cổ đã khai quật những ngôi mộ từ thời kỳ đồ đá nằm trong những ngôi nhà tại đây. Một khám phá được thực hiện vào mùa hè năm 2016 đã cho thấy dân cư nơi đây sống gần gũi với người chết như thế nào khi các nhà khảo cổ học đào sâu xuống dưới bề mặt được cho là lớp đất nền. Điều tuyệt vời đó là chúng tôi đã tìm thấy ba ngôi mộ khác nhau trong căn phòng này. Một trong số đó là ngôi mộ chung, nơi trẻ con và người lớn được chôn cất cùng nhau. Có một ngôi mộ đơn khác với nhiều vật phẩm khác nhau và một ngôi mộ nơi có hai đứa bé từ 3 đến 5 tuổi được chôn cất. Bằng phân tích di truyền, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ của những người được chôn tại đây. Tuy nhiên, liệu những mảnh xương này có cung cấp đủ ADN để phân tích hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Mọi người đều háo hức chờ đợi kết quả. Các nhà khảo cổ học dành phần lớn thời gian trong năm ngồi trước màn hình máy tính để đánh giá những số liệu mà họ thu thập được. Một trong những trách nhiệm cơ bản của họ là ghi lại trạng thái nguyên thủy của các địa điểm được khai quật một cách rõ ràng nhất. Các cuộc khai quật tại Basra đã phát hiện ra một khu tự trị không có hệ thống phân cấp rõ ràng. Liệu tổ tiên của chúng ta đã tạo ra được một hình thái xã hội không tưởng? Hãy tưởng tượng rằng có hơn 1.000 người đã sống ở đây suốt hơn 500 năm trong một khu vực nhỏ bé bao quanh bởi các khe núi. Đời sống của họ rất tập trung và gần gũi. Việc họ sống hòa thuận và không có bất kỳ xung đột rõ ràng nào chính là một thành tựu xã hội tuyệt vời, đặc biệt là trong thời kỳ con người mới bắt đầu định cư. Lý do vùng đất này bị bỏ hoang vẫn còn là một điều bí ẩn. Cho đến nay, vẫn không có dấu hiệu nào của các hành vi bạo lực được tìm thấy. Có lẽ những cư dân cũ ở đây đã khai thác quá mức các nguồn tài nguyên sẵn có bằng cách chặt phá rừng và để đàn gia súc của mình thả sức kiếm ăn cho tới khi thảm thực vật chỉ còn lại rất ít. Ngoài ra, hạn hán cũng có thể là lý do buộc họ rời đi. Thường sẽ có một vài lý do khiến cho toàn bộ dân số phải di cư. Các nhà khoa học đã xác định rằng một hiện tượng khí hậu đã thay đổi đáng kể điều kiện sống trên khắp Địa Trung Hải ở thời kỳ đồ đá. 6200 khoảng 6.200 năm trước Công nguyên, một sự kiện quan trọng đã xảy ra ở vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương. Nước từ giải băng Bắc Mỹ tan chảy đổ ra Đại Tây Dương, làm giảm đáng kể nhiệt độ nước. Điều này dẫn đến sự sụp đổ tạm thời của hải lưu Gulf Stream trong khoảng 100 năm. Trong thời kỳ này, nhiệt độ tại trung tâm châu Âu giảm xuống 1 hoặc 2 độ và khu vực Địa Trung Hải đã mất đi một lượng ẩm đáng kể. Có khả năng thế kỷ khô hạn này đã tạo ra những mối đe dọa đối với các nền văn hóa thời kỳ đồ đá mới trong khu vực. Điều này có lẽ đã giải thích được tại sao con người cuối cùng lại rời bỏ Basra. Jordani ngày nay cũng phải gánh chịu tình trạng thiếu nước, trời đặc biệt oi nóng vào mùa hè và lạnh cóng vào mùa đông. Frank Sirocco và nhóm của mình đang điều tra xem khí hậu tại Trung Âu đã thay đổi thế nào giữa những hồ nước trong lòng núi lửa tại vùng Eifel của Đức. Những miệng núi lửa đã dừng hoạt động này, hay còn được gọi là ma, thường chứa đầy nước hoặc trầm tích và giúp mang đến một góc nhìn sâu sắc về lịch sử khí hậu trong khu vực. Miệng núi lửa tại Eifel vô cùng độc đáo. Đây cũng là nơi có những hồ nước lâu đời nhất tại châu Âu. Các mộ đất đã tiết lộ rằng
Khí hậu ở đây có liên quan chặt chẽ với hải lưu Gulf Stream. Mỗi một thay đổi xuất hiện tại phía bắc Đại Tây Dương đều được phản ánh trong những mẫu lõi quan của Frank Sirocco. Ước mơ của tôi là sử dụng thật nhiều mẫu vật từ những nơi khác nhau, bao gồm các hồ núi lửa, hồ cạn và những miệng núi lửa đã có hàng nghìn năm tuổi, để thiết lập lịch sử của 200, 300, 500.000 năm qua, khoảng thời gian đã tác động đến sự phát triển của khí hậu, nông nghiệp, thảm thực vật và các hiện tượng thời tiết. Tôi muốn tạo ra một bảng số liệu chi tiết hàng năm trong vòng 600.000 năm qua, và chúng tôi đã tới rất gần. Công việc tỉ mỉ này bắt đầu trong những hầm chứa Gutenberg tại Mainz, nơi Sirocco đang cất giữ kho báu của mình. Các mẫu lõi khoan với tổng chiều dài lên tới 2.500 mét. Chúng tiết lộ rất nhiều số liệu cổ xưa từ trước khi con người xuất hiện. Đây là mẫu lõi khoan lấy từ một hồ núi lửa gần khu vực Eifel. Nó xuất hiện khoảng 4.000 năm trước Công Nguyên. Chúng ta có thể thấy rằng thời điểm đó chưa có con người mà chỉ có phấn hoa. Đây là những dấu vết đầu tiên của phấn hoa thu được từ các mùa vụ. Sự thay đổi của màu sắc là do xói mòn gây ra bởi đất đai bị cày xới và trầm tích bị rửa trôi vào các miệng núi lửa. Đây là thời điểm mà những người sống trong thời kỳ đồ đá lần đầu tiên biết dọn sạch đất đai. Nông trại được sử dụng trong khoảng 80 đến 150 năm trước khi nó bị bỏ không, sau đó rừng rậm quay lại cho tới giai đoạn định cư tiếp theo bắt đầu. Khoảng 4.500 đến 3.000 năm trước Công Nguyên, một nền văn hóa cự thạch nổi tiếng thế giới đã hình thành dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Khu vực Loch Maricke của Pháp là quê hương của ba cấu trúc đá khổng lồ Grand Menia Brise, Egra và Table de Maçon. Không một mảnh xương hay ngôi mộ nào được tìm thấy tại cấu trúc 6.000 năm tuổi này, nhưng những nét chạm khắc vào đá có thể mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống thời kỳ đó. Có một vài biểu tượng được khắc lên phần mái của Table de Maçon. Có ba nhóm tách biệt có thể dễ dàng được nhận ra. Nhóm đầu tiên là một chiếc rìu có tay cầm với phần lưỡi sáng bóng, phần chuôi cong rất rõ ràng. Bên trên là một cái móc khác và một con thú. Phần còn lại của con thú và cái sừng của nó nằm tại Gavrinis. Gavrinis là một hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Morbihan. Điều này chứng tỏ phải có một vài hình thức vận chuyển nào đó dành cho hàng hóa có tải trọng lớn. Đương nhiên là phải có ai đó đã xây dựng một hệ thống vận thể nổi để tới Gavrinis, nơi vốn là một hòn đảo từ thời kỳ đồ đá. Lựa chọn tốt nhất không phải là bè hay thuyền độc mộc, mà là một chiếc thuyền hoàn chỉnh, được tạo nên từ các tấm ván gắn chặt với nhau và có thể nổi được. Cuối cùng thì những khối đá trần tại Gavrinis có trọng lượng lên tới 23 tấn. Vì vậy, người ta cho rằng phương tiện vận chuyển này phải có kích cỡ của một con tàu biển. Tượng đài khổng lồ tại Gavrinis là một trong những di tích hấp dẫn nhất của thời kỳ đồ đá mới. Tình cờ, một khám phá tuyệt vời đã được thực hiện trong quá trình cải tạo.
Chúng tôi bắt đầu với những chiếc sừng của một con vật được tạo vào tabula lơ đêm mà xong. Đó là một con dê. Nếu tôi chiếu đèn từ một góc khác, mọi người có thể nhìn thấy phần lưng của con thú tiếp tục kéo dài tới đây. Bạn có thể thấy tấm đá này bị vỡ ở rìa, và phía bên trên là con vật thứ hai. Phần đằng trước của con thú có hai chân, phần thân của nó bị hư hại, nhưng chúng ta vẫn có thể tưởng tượng ra nó. Phần cổ của nó sẽ biến thành một cái mõm ở đây, và hai chiếc sừng xuất hiện trên đầu với đủ hình dạng từ cong, thẳng, rồi đan chéo lẫn nhau. Hai phiến đá trần khớp với nhau một cách hoàn hảo. Do đặc thù từng loại đá, hình dạng và cách chạm khắc, chúng ta hoàn toàn có thể giả định rằng phiến đá này ban đầu đứng thẳng hàng với khối đá Cromenia trước khi bị vỡ. Việc sử dụng lại các yếu tố nhất định cho thấy tầm quan trọng mà dãy đá này nắm giữ suốt nhiều thế hệ. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán cách con người ở thời kỳ đồ đá mới quan sát thế giới xung quanh, cũng như những hy vọng, mơ ước và niềm tin của họ. Tuy nhiên, những bức tường của công trình Manelut nằm tại vùng Brittany thuộc Loch Mariake đã cung cấp cho chúng ta những chi tiết cụ thể hơn về thế giới nội tâm của con người lúc bấy giờ. Thoạt nhìn, những đường nét chạm khắc hiện lên rất mờ nhạt. Chúng ta phải nhìn gần hơn để thấy được những câu chuyện mà chúng đang kể. Đây là con tàu thứ nhất, và đây là con tàu thứ hai. Những đường thẳng song song đại diện cho các thủy thủ trên tàu. Thuyền, sóng và cá voi. Có lẽ những cư dân tại đây đã sống nhờ vào nguồn hải sản mà họ đánh bắt được. Ở đây, chúng ta có thể thấy được hình dáng cơ thể nổi bật của một con cá voi và một chiếc mỏ neo bốn góc. Bên trên là một vòi nước đang tuôn ra từ lỗ phun, được thể hiện bằng những đường cong phân kỳ. Thật khó để có thể xác định xem cá nhà táng có phải là biểu tượng của một loài động vật hoang dã nguy hiểm, hay đó là một sinh vật nguyên thủy và được coi là một phần của sự sống trên vịnh Morbihan thời điểm đó. Kể từ khi bắt đầu để lại dấu vết trên đá, con người đã lựa chọn khắc họa các loài động vật. Một số thời đại mang đến cảm hứng, tạo ra những ngành nghệ thuật, các tác phẩm chạm khắc chi tiết hoặc điêu khắc. Tuy nhiên, cũng có những thời đại chẳng để lại gì hoặc không có gì được phát hiện cho đến nay. Liệu có lời giải thích nào cho điều này? Thật khó để có thể chỉ ra những điều kiện cần thiết để con người có thể sáng tạo nghệ thuật. Tôi chắc chắn rằng, trong thời tiền sử, rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật đã được tạo ra từ những vật liệu dễ hỏng. Những câu hỏi quan trọng hơn, đó là những hình thức biểu đạt nghệ thuật đã xuất hiện từ khi nào, bởi chúng vừa đánh dấu sự chuyển tiếp của xã hội, vừa là một yếu tố trao đổi văn hóa. Khi di chuyển từ vùng Tiểu Á sang phía Tây, nông dân và những người nhân giống động vật không đi thẳng từ ASEAN cho tới trung tâm của châu Âu. Họ di chuyển rải rác,
và quá trình này kéo dài suốt vài nghìn năm. Cho tới tận thời điểm đó, dân cư tại châu Âu sống chủ yếu dựa vào săn bắn. Những người mới đến vẫn tiếp tục làm nông trong suốt vài thế hệ tiếp theo. Chỉ có rất ít khám phá quan trọng được thực hiện trong thời kỳ săn bắn và hái lượm. Bằng chứng cho thấy, con người thời đó rất to lớn và khỏe mạnh. Những người nông dân ít vận động sớm nhận ra rằng lối sống mới của họ cũng có nhiều bất lợi. Nguồn dinh dưỡng không phong phú đồng nghĩa với việc họ thường xuyên bị ốm. Việc sống gần gũi với các loài động vật trong nông trại khiến các bệnh truyền nhiễm lây sang người, gây nguy hiểm cho cả hai. Nếu những người nông dân gặp và lây bệnh cho các thợ săn, thì các thợ săn có rất ít cơ hội sống sót. Nó rất giống với một cuộc định cư của người châu Âu tại Nam Mỹ. Ở Nam Mỹ, không có nhiều bệnh dịch như vậy, vì có rất ít động vật được thuần hóa. Khi những người da trắng tới, những căn bệnh họ mang theo đã quét sạch một nửa lục địa. Điều tương tự cũng đã xảy ra 7.500 năm trước, vào đầu thời kỳ đồ đá mới ở Trung Âu. Những người thợ săn còn lại sau đó di chuyển về phía biển Bắc và biển Baltic. Trong suốt hơn 1.000 năm, họ đã phát triển những nền văn hóa canh tác của riêng mình và cũng có khả năng kháng bệnh mạnh mẽ hơn. Những người săn bắn và hái lượm có lẽ là những người đầu tiên di cư tới những vùng đất kém màu mỡ hơn, nằm ở vùng ven các khu định cư. Ở phía bắc châu Âu, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một khu vực có nguồn thủy hải sản phong phú, cung cấp đủ nguồn thực phẩm để họ có thể thiết lập những khu định cư của riêng mình. Dọc theo bờ biển Connemara của Ireland, các nhà khảo cổ học đã cố gắng tìm hiểu cách con người sống sót qua thời kỳ chuyển giao này như thế nào. Đây là gò đất duy nhất xuất hiện trên bờ biển, dài khoảng 48 km này. Vì vậy, đây rõ ràng là một vị trí đặc biệt. Nó đã sống sót cùng với những cảnh quan xung quanh. Trong quá khứ, kích thước của nó có thể lớn hơn rất nhiều. Nơi đây đã từng là một địa điểm được các sinh vật lựa chọn để sinh sống theo mùa dọc theo đường bờ biển này. Chúng tôi cũng tìm thấy rất nhiều vỏ của các loài nhuyễn thể tại đây, và chúng có thể nằm sâu dưới đất tới vài cm. Đây quả thực là một công trình vô cùng ấn tượng, một vị trí đặc biệt mang nhiều sắc thái tâm linh. Hy vọng chúng ta có thể khám phá nó kịp thời, bởi nơi đây đang dần bị xói mòn do các hiện tượng tự nhiên. Chúng tôi nghi ngờ đó là thời kỳ đồ đá giữa, một giai đoạn chuyển giao giữa thế giới săn bắn và hái lượm của thời kỳ đồ đá. Điều này làm dấy lên một câu hỏi trong ngành khảo cổ học tại châu Âu. Phải chăng những người săn bắn và hái lượm đã xây dựng nên thời kỳ đồ đá mới? Về cơ bản, đây là một câu hỏi lớn của thời kỳ đồ đá mới. Phải chăng những người nông dân đã di cư tới đây, hay các thợ săn lại trở thành nông dân? Đó là một câu hỏi khó. Chúng tôi biết rằng tại rất nhiều nơi, kỹ thuật canh tác đã phát triển theo thời gian. Nhưng chúng tôi cũng biết đến sự tồn tại của những cuộc di cư. Cả hai giả thuyết đều có thể xảy ra, và đã có những bằng chứng ủng hộ các giả thuyết này. Trong khoảng thời gian từ 3.800 đến 2.800 năm trước công nguyên, ngoài những mô đất được hình thành từ vỏ của các loài nhuyễn thể, nhiều công trình ngoạn mục được xây dựng bằng đá cũng đã xuất hiện. Hara Meller có một giả thuyết rất thú vị về sự trỗi dậy của các nền văn hóa cự thạch. Toàn bộ miền Bắc nước Đức và phần lớn miền Bắc của các quốc gia vùng Trung Âu được bao phủ bởi những tảng đá lớn. Chúng được hình thành từ sự lắng đọng của các sông băng trong kỷ băng hà. Con người chỉ biết đến săn bắn và hái lượm, do đó họ không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của những tảng đá. Tuy nhiên, khi họ di cư và bắt đầu trồng cỏ những cánh đồng lớn, những tảng đá này lại trở nên phiền toái khi chúng cản đường họ. Nhưng làm thế nào
mà những người thuộc thời kỳ đồ đá mới có thể di chuyển những khối đá khổng lồ như vậy. Nhà khảo cổ học thực nghiệm Wolfgang Lobisser và nhóm của mình đang cố gắng tìm câu trả lời. Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi muốn đảm bảo rằng những khu vực mà chúng tôi đặc biệt quan tâm phải gần với nguyên bản nhất có thể. Chúng tôi sử dụng các máy móc và phương pháp hiện đại để đưa các tảng đá vào vị trí, nhưng những nỗ lực để di chuyển chúng sẽ phải đặc biệt chính xác và giữ được tinh thần nguyên bản của thời đại đó. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt. Giờ hãy tháo thanh đòn bẩy ra. Mọi người giúp tôi một tay được không? Khoảng cách ở kia là bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần hai con lăn. Như thế này, nó sẽ không hoạt động được. Nếu chúng ta tác động bằng các lực đẩy nhỏ như vậy, nó sẽ di chuyển. Tình hình thế nào rồi? Để ý chân của mình nhé. Giờ thì đẩy nào. Đúng vậy, xa hơn chút nữa. Đẩy đi. Như bạn có thể thấy, chúng tôi vừa di chuyển tảng đá nặng hơn 2 tấn này trên một quãng đường khoảng 15 mét trong 25 phút với 9 người. Điều này chứng tỏ rằng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi người trong chúng ta có thể di chuyển hơn 200 kg bằng cách sử dụng con lăn, tăng sức mạnh thông thường lên gấp 5 lần. Bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được ở đây, chúng tôi có thể thực hiện tất cả các tính toán. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng bản thân việc vận chuyển chỉ là một khía cạnh. Việc chuẩn bị cũng sẽ rất khó khăn. Chiếc xe trượt phải được sản xuất bằng các công cụ làm từ đá và xương. Trong đó, đá phải được khai thác trong một mỏ đá trước khi họ có thể tìm thấy những mảnh có kích thước phù hợp. Con người đã học được cách di chuyển những đồ vật có khối lượng lớn. Đây là một bước tiến quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Việc phát hiện ra lực kéo trong thế kỷ thứ tư, khoảng năm 3800 tới năm 3600 trước công nguyên, xuất hiện cùng lúc với tất cả các công trình được xây dựng từ cự thạch. Con người giờ đây đã có thể sử dụng bò để kéo những tảng đá lớn hơn ra khỏi cánh đồng, và sau đó chúng được sử dụng cho các mục đích nghi lễ. Những ngôi mộ đá lớn được xây dựng và những tảng đá đứng men nia được dựng lên. Điều này không chỉ có giá trị thực tế và mang nhiều ý nghĩa về nghi thức, mà nó còn thể hiện rằng con người giờ đây đã có được cánh đồng rộng lớn, không bị cản trở và có thể đưa đàn gia súc tới cày bừa. Điều này khiến cho con người nơi đây trở nên vô cùng năng suất, và chắc chắn năng suất hơn những cộng đồng ở phía Nam, nơi vẫn tiếp tục canh tác bằng tay. Canh tác bằng các công cụ đơn giản là một thử nghiệm đầy thách thức đối với các nhà khảo cổ học thực nghiệm. Họ mất hơn một ngày để làm tơi đất bằng cuốc gỗ trên một cánh đồng rộng lớn. Dù phải sử dụng sức lực của cơ thể và có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao hơn do sống gần nhau, nhưng tốc độ sinh sản của những người nông dân vẫn nhanh hơn nhiều so với những người đi săn bắn và hái lượm. Dân số vì vậy cũng tăng nhanh. Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng. Một trong những vòng tròn bằng đá đầu tiên được xây dựng ở Scotland. Trong khi đó, các khu mộ của người Hung được tìm thấy trên khắp miền Bắc nước Đức và những cột đá khổng lồ được dựng lên ở Brittany. Cột đá cao 9,5 mét ở Sandolang đã được di chuyển ít nhất 4 km để đến được địa điểm mới. Truyền thuyết kể rằng cột đá xuất hiện từ trên trời và chấm dứt trận chiến giữa hai đội quân đối thủ. Cột đá ở Thamle dài 8 mét, nặng khoảng 160 tấn, nằm nghiêng cố định trên mặt đất mềm.
Người ta cho rằng cột đá nghiêng này cùng với hai cột đá khác chặn lối vào địa ngục. Có hơn 3.000 cột đá nằm rải rác xung quanh Karnak. Điều gì đã khuyến khích con người vào thời điểm đó xây dựng những di tích này? Đây là câu hỏi mà nhà khảo cổ học Serge Cassang tự hỏi trong nhiều năm qua. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào ai đó để cộng đồng của mình tiếp tục tồn tại, chúng ta cần phải lao động để đảm bảo họ có đối tượng để tiến hành nghi lễ phục vụ mục đích này. Notre force de travail pour qu'elle puisse acquérir justement les objets du rituel qui vont permettre. Điều tương tu, ít nhiều xảy ra ở hầu hết mọi nơi. Partout, sauf que c'est plus ou moins exacerbé et que ça suit plus ou moins des cycles. Ở phía Bắc Brittany, tổ tiên chúng ta đã dựng lên ụ đá Banone, được coi là một trong những ụ đá dùng để chôn cất lâu đời nhất trên thế giới và liên tục được mở rộng trong suốt 1.000 năm. Ụ đá bao gồm 11 khoang riêng biệt. Mỗi khoang hay mộ đá có hai khối đá chống đỡ và một phiến đá trên trần. Mặc dù có vẻ ngoài như vậy, nhưng những khoang này được dùng làm nơi chôn cất thay vì làm bàn thờ. Thông thường, người ta không thể nhìn thấy từ bên ngoài bởi chúng là một phần của cấu trúc đá lớn hơn hoặc bị chôn vùi trong đống đất. Ngay cả sức kéo của bò cũng chỉ có thể kéo những khối đá trên mặt đất bằng phẳng. Vì vậy, những người thợ xây thời đại đồ đá phải tạo nên những đoạn đường dốc. Những phiến đá lớn có thể nặng tới 130 tấn. Phải cần đến số lượng lớn nhân công để di chuyển chúng thêm vài cm hoặc đặt lên trên xe lăn. Những nhân công này cần phối hợp với nhau. Tôi cho rằng để thể hiện tính đồ sộ và thậm chí là sự vĩnh cửu là cả một nỗ lực. Người ta xây dựng những khu mộ để chắc chắn rằng người quá cố không chỉ được chôn cất qua loa và hầu như không có gì đánh dấu nơi an nghỉ của họ, để rồi cuối cùng những người đến sau không còn nhận ra mộ của họ nữa. Thay vào đó, họ muốn những ngôi mộ này tồn tại mãi mãi. Nông dân định cư đầu tiên của thời đại đồ đá mới sống rải rác trên khắp lục địa châu Âu và cuối cùng đến miền Bắc Scotland bằng đường biển. Trên quần đảo Orkney, họ xây dựng nơi tiến hành nghi lễ quan trọng nhất Bắc Âu vào thời điểm đó, mũi đất Broga. Họ từng hành hương từ những nơi rất xa đến Broga. Tuy nhiên, hiện tại không còn ai biết đến tầm quan trọng của những công trình này nữa. Đây không chỉ là một cấu trúc, mà là những mảnh ghép kiến trúc đẹp đẽ. Đây cũng không phải là một thành quả một sớm một chiều, mà là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong hơn 1.000 năm qua. Sau khi trùng tu, người ta thấy được cấu trúc của mỗi đất bao gồm một loạt các công trình bằng đá phủ đầy than bùn và không có người ở. Nick Card cùng các đồng nghiệp chỉ có thể làm việc tại mỗi đất Broga 2 tháng mỗi năm. Thời gian còn lại, khu vực này được che chắn khỏi gió và các hiện tượng thời tiết. Bất chấp những hạn chế như vậy, các nhà khảo cổ học đã thu thập được hơn 500 hiện vật văn hóa. Well done. Đây là thành quả mang tính quan trọng. Mỗi hiện vật có thể tiết lộ một chút về công trình đầy bí ẩn này. Không ai biết được chính xác những gì đã xảy ra ở đây.
Nằm trong số những phát hiện khó hiểu về địa điểm này là số lượng lớn các phiến đá có hình trang trí. Một vài trong số này còn được sơn màu. Các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy nơi tập trung rất nhiều xương gia súc và thú săn, chứng tỏ các nghi lễ từng được tổ chức tại đây. Mũi đất Brodga là địa điểm linh thiêng được xây dựng từ thời đại đồ đá mới, cuối cùng đã bị bỏ hoang sau khoảng 1.000 năm. Cho tới nay, không có di tích nào từ thời đại đồ đồng được tìm thấy ở đây. Màu sắc dường như đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người thời đại đồ đá mới. Bằng cách nào đó, may mắn đã mỉm cười với chúng tôi tại mũi đất. Một số khu vực ở đây được bảo tồn rất tốt. Vậy nên chúng tôi đã thu thập được các bằng chứng về màu sắc, không chỉ trên đồ gốm, mà còn trên các bức tường của công trình nữa. Tại Orkney, nhóm nghiên cứu của Nick tìm thấy những tàn tích lâu đời nhất của những bức tường sơn đã được phát hiện cho tới nay. Đảo Manta ở vùng Địa Trung Hải nằm cách đó 4.000 km về phía nam. Ở đây màu sắc cũng được sử dụng từ rất sớm. Những kiến trúc đền thờ lớn đầu tiên được xây dựng vào khoảng năm 4.500 trước công nguyên và sớm được trang trí đầy màu sắc. The color red is the color of blood. So if, as we are assuming, there was an element of màu đỏ là màu của máu. Giả sử nếu động vật được hiến tế và máu được lấy hoặc sử dụng dưới hình thức nào đó, ta có thể cho rằng màu đỏ tượng trưng cho màu của máu, cho sự sống hoặc cái chết của vật hiến tế. Đây có thể là mối liên hệ giữa màu sắc và các nghi lễ. Những hình khắc nổi phức tạp hiện vẫn còn có thể nhìn thấy được. Chúng được chạm khắc bên ngoài sa thạch bằng những con dao làm từ đá vỏ chai, cho thấy tầm quan trọng của một số loài động vật nhất định. Cả thú săn và những con vật đầu tiên được thuần hóa đều trở nên bất tử trên các phiến đá. Mục đích của những nhà điêu khắc vào thời điểm này là gì? Có nhiều lý thuyết về việc tôn thờ tự nhiên và tôn thờ khả năng sinh sản. Quan niệm về một vị thần mang những đặc điểm của mẹ bắt nguồn từ việc khám phá ra nhiều bức tượng được cho là biểu tượng của người phụ nữ có khả năng sinh sản. Và từ quan niệm cho rằng người mẹ nào cũng có mẹ, nhưng người mẹ đầu tiên chính là mẹ trái đất. Một số biểu tượng khêu gợi của người phụ nữ cho thấy phụ nữ từng được coi trọng. Phụ nữ không những tượng trưng cho khả năng sinh sản mà còn tượng trưng cho sức mạnh và thậm chí là quyền lực chính trị. Tình hình sau đó thay đổi, nhưng vị trí này của phụ nữ đã tương đối ổn định trong vài thiên niên kỷ. Có thể thấy rằng nam giới và nữ giới đều bình đẳng và phụ nữ không bị đàn ông chi phối. Cũng như những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa về mặt tinh thần, hàng hóa thương mại lần đầu tiên xuất hiện trong thời đại đồ đá mới. Thời kỳ này, con người bắt đầu khẳng định bản thân bằng những tài sản vật chất. Họ dành rất nhiều thời gian để tích lũy tài sản và gắn những giá trị tượng trưng nhất định cho những tài sản này. Vật chất do đó mang giá trị hư cấu và trở thành cơ sở để thương lượng. Fiktiven Wert und wird dann mit diesem Wert verhandelt. Để đến được Bagra, ngôi làng tồn tại từ thời đại đồ đá mới ở miền nam Jordani, các nhà khảo cổ học phải leo lên một hẻm núi hẹp bằng sa thạch đỏ. Những cư dân định cư ở đây đã chế tạo những chiếc vòng tuyệt đẹp giống như những chiếc vòng tay từ viên đá này. Họ tạo ra những chiếc đĩa mài và bỏ phần này đi. Sau đó, họ chế tạo những chiếc vòng và đánh bóng cho đến khi chúng trở nên rất mỏng. Khi hoàn thành, họ có những chiếc vòng như thế này, có lẽ mỏng đến nỗi không đeo lên tay được. Chỉ cần một va chạm nhẹ là những chiếc vòng có thể vỡ thành từng mảnh. Vì vậy, chúng chỉ được sử dụng như một hình thức tiền tệ để đổi lấy các mặt hàng khác hoặc đồ ăn mà họ cần. Oder auch Nahrungsmittel, die man hier oben benötigte und eingetauscht hat.
Có lẽ con người lựa chọn nơi xa xôi này vì màu sắc của những phiến đá. Bản sao của những chiếc vòng được tìm thấy ở nơi khác, nhuộm màu đỏ tương tự như bản gốc ở Basra. Con người thời đại đồ đá mới có đồ trang sức đa dạng được làm từ răng, sừng và cây lấy sợi. Họ cũng chuộng những loại đá khác nhau, bao gồm đá lửa, ngọc phỉ thúy và đá vỏ chai. Rìu làm bằng ngọc bích đặc biệt có giá trị. Đá xanh được buôn bán đi rất xa và vẫn mê hoặc con người cho đến ngày nay. Đá xanh là những vật thể đẹp lung linh, vẫn giữ được giá trị của mình. Chúng được sử dụng trong vòng 1.500 năm và liên tục thay đổi hình dạng. Đồng nghiệp của chúng tôi là ông Peter Kang đã phát hiện ra rằng tất cả các loại đá xanh đều có chung một nguồn gốc ở phía tây dãy Alper. Chúng được khai thác ở Montevideo và sau đó được buôn bán hoặc trao đổi cách đó 1.500 km. Một địa điểm khảo cổ nổi tiếng khác được tìm thấy ngoài bờ biển Cagnac ở Brittany. Những người tìm kiếm các loài động vật có vỏ đã bất ngờ khám phá ra 4 chiếc rìu bằng ngọc bích bị vùi sâu trong đầm lầy vài nghìn năm trước. Ban đầu, những chiếc rìu này được chế tạo để phù hợp với mục đích sử dụng. Thời gian trôi đi, chức năng của chúng không còn như trước. Nhưng những thuộc tính khác đóng vai trò quan trọng hơn. Chúng có thể được trang trí khác đi, hoặc lưỡi rìu được đánh bóng để rìu trở nên sắc bén hơn. Ngoài ra, người ta còn có thể tạo một đường rãnh ở giữa mũi rìu. Mùa hè năm 2016, nhà khảo cổ học Pierre Petrakang đã phát hiện ra một số lượng đá phỉ thúy khác, tiết lộ rằng đá xanh đã được khai thác ở vùng Aegean 9.000 năm trước. Phát hiện quan trọng này thực sự giúp chúng tôi mở mang quan điểm lịch sử của mình. Con người thời đại đồ đá mới không chỉ buôn bán những chiếc vòng làm từ ngọc bích, đá vỏ chai và sa thạch. Vỏ hầu gai là một nguồn hàng phổ biến khác. Nhà khảo cổ học thí nghiệm Marco Prisiger thử biến chiếc vỏ thành một món đồ trang sức, nhưng ông không hoàn toàn hài lòng với thành quả của mình. Những chiếc vỏ cứng cáp có nguồn gốc từ Biển Đen và được vận chuyển tới Trung Âu. Tại đây, chúng được dùng để chế tạo khóa thắt lưng, vòng tay và vòng cổ. Chúng ta có thể thừa nhận rằng, thậm chí từ 5.000 năm trước, nam giới và nữ giới đã đánh giá cao những món quà như vậy. Vài nghìn năm không mang lại khác biệt gì lớn về mặt tiến hóa. Con người vào thời điểm đó cũng có những nhu cầu về tinh thần và cảm xúc giống chúng ta ngày nay. Điều thay đổi chính là lối sống, cách chúng ta tổ chức cuộc sống hàng ngày và sinh sống cùng nhau. Ở một thời điểm nào đó, con người bắt đầu thể hiện sự tôn trọng với người quá cố và chôn cất họ. Họ xây dựng nhà cửa, trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Những công trình điêu khắc đá lớn chứng minh rằng con người có thể tự tổ chức và làm việc cùng nhau. Đây chính là dấu mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại. Những người di cư từ phương Đông đã mang thành tựu của nền văn minh tới châu Âu. Trong trường hợp này, chúng ta có thể kết luận rằng di cư là nguồn gốc của khai hóa. Những người di cư từ phương Đông đã sinh cơ lập nghiệp thành công, trong khi những người đi săn bắn hái lượm bị đồng hóa trong những xã hội mới hoặc những cộng đồng nông nghiệp định cư riêng rẽ.
họ không còn đường lui. Chúng ta cần có kiến thức lịch sử để hiểu thêm về hiện tại. Bùng nổ dân số, chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan và các siêu đô thị chính là di sản của thời đại đồ đá mới, khi con người lần đầu tiên định cư và bắt đầu một cuộc sống ổn định.